Chào mừng các bạn đến với kênh Ăn Vặt TV. Hôm nay Vặt TV sẽ giới thiệu cho các bạn một món canh cực ngon cực bổ, đó chính là món canh rau dền nấu tôm. Canh rau dền tuy đơn giản nhưng lại là một món ăn rất tốt cho sức khỏe, không chỉ có tác dụng giải nhiệt mà còn bổ sung chất sắt cho cơ thể. Hãy cùng bắt tay vào bếp và thực hiện với Ăn Vặt TV các bạn nhé. Đầu tiên thì chúng ta sẽ chọn phần nguyên liệu gồm có rau dền. Các bạn nên chọn kết hợp cả rau dền trắng và rau dền đỏ để món ăn của chúng ta có màu sắc sinh động, hấp dẫn. Rau dền các bạn nhớ nhặt sạch và ngâm với nước muối pha loãng các bạn nhé. Mình sẽ chuẩn bị thêm phần tôm tươi. Nếu không có điều kiện thì các bạn cũng có thể sử dụng tôm khô. Đối với tôm tươi thì mình đã rửa sạch, bóc vỏ, rút chỉ đen và bỏ đầu rồi. Mình sẽ ướp phần tôm của chúng ta với chút nước mắm hạt nêm các bạn nhé. Nguyên liệu để làm món canh của chúng ta vô cùng đơn giản phải không các bạn? Giờ mình sẽ chế biến các bạn nhé. Mình sẽ đặt một nồi nước và mình sẽ đun sôi. Khi nước sôi rồi thì mình sẽ tiến hành cho phần tôm của chúng ta vào trước. Mình sẽ đợi cho phần tôm của chúng ta chín các bạn nhé. Khi đã thấy tôm của chúng ta có màu vàng rồi thì mình sẽ tiến hành cho phần rau dền của chúng ta vào. Mình nấu chín phần rau dền cho tới khi nước sôi trở lại. Chúng ta sẽ nêm lại gia vị sao cho vừa ăn các bạn nhé. Và chúng ta có thể tắt bếp được rồi. Canh rau dền nấu tôm có màu đỏ hấp dẫn, kết hợp với vị đậm đà của tôm tươi. Đây là một món ăn mà bạn không thể bỏ qua. Canh rau dền của chúng ta tuy đơn giản nhưng lại một món ăn rất là tốt, không chỉ tác dụng giải nhiệt mà còn có tác dụng bổ sung sắt cho cơ thể. Hãy vào bếp ngay hôm nay và trổ tài với món canh rau dền dân dã này các bạn nhé. Ăn Vặt TV chúc các bạn sẽ thành công với món canh rau dền nấu tôm hấp dẫn này.